Chà, hôm nay em bé đi chơi nè. Tích 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 em bé vấp phải hòn đá rồi, chà chà, ôi hòn đá sắc nhọn thế này cơ mà, xem em bé có bị chảy máu không nha, chà chà chà, hòn đá sắc nhọn quá, xem em bé có bị chảy máu nào, ôi chà chà, nào, xem em bé bị chảy máu không, à, chà chà, ôi em bé bị chảy máu rồi, chà chà, ôi máu đầy chân này, chảy máu rồi, máu thấm hết cả sa giày này, nè, bây giờ chúng ta phải tháo giày ra nha. Cho em bé này. Bây giờ chúng ta sẽ rửa vết thương em bé nhá. Chà chà, rửa vết thương em bé này. Lấy bông ra. À, chúng ta lau vết thương em bé này. Đó. À, bây giờ chúng ta lấy một ít cồn. Đây là cồn 90 độ này, à 70 độ các bạn này. Đó. Bỏ cồn vào đĩa. Đó. Chúng ta lấy bông tiếp ra và chúng ta sẽ lấy cồn này để lau vết thương em bé nhé. Đây, lấy cồn này lau cho em bé. Sót đấy, không sao thì sót một tí thì em bé. Bây giờ chúng ta sẽ băng bó vết thương em bé nha. Đó, giờ lấy bông thì được em bé. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy à, một ít băng dính này. Em bé về nhà nhá. Nào đi tập tễnh về nhà. Đau quá. Rồi, xin chào các bạn nhá.